Tiêu Viêm đã bị ba trưởng lão Phong Lôi Các bao vây, bọn họ đồng loạt tấn công, công kích dày đặc như mưa hướng về phía hắn. Nhưng bấy nhiêu đây chẳng làm khó được Tiêu Viêm, hắn chỉ cần sử dụng gia đấu kỹ Tam Thiên Lôi Động. Thân ảnh di chuyển với tốc độ sấm sét để tránh né, rồi tìm cơ hội phản công. Bọn chúng dựng ra một lá chắn ngăn cản, Tiêu Viêm lại ném Huyền Trọng Xích ra tấn công, nhưng vẫn bị ngăn cản. Đánh tầm xa không được, hắn đành chơi bài cận chiến vòng qua phía sau suốt một tên trưởng lão bay vào vách núi. Kế tiếp là ngừng tụ sức mạnh vào vũ khí. Phe bên kia thấy vậy cũng hợp lực lại với nhau, tạo ra một kết giới vòng tròn vững chắc. Chiêu thức của hắn không thể làm gì được lá chắn này. Tên trưởng lão tự tin cho rằng trận chiến sắp kết thúc rồi. Dứt lời, bọn chúng lại hợp sức sử dụng ra chiêu lôi ngục. Sấm sét kết hợp lại tạo ra thành nhiều quả cầu liên kết với nhau. Tiêu Viêm dùng Huyền Trọng Xích đánh về phía quả cầu, nhưng đòn tấn công lại không có tác dụng. Không làm gì được quả cầu sấm sét, hắn chỉ còn cách là phi hành bỏ chạy. Vừa tránh né vừa nghĩ cách đối phó, biết rằng cứ tiếp tục như thế này không phải là cách. Đột nhiên, Thiên Hỏa Tôn giả lên tiếng cho biết, mặc kệ là trận pháp gì thì cũng có nhược điểm. Sau khi hướng ánh mắt nhìn lên đồ án trên đầu, hắn liền suy đoán nó là mắt trận. Thế là hắn sử dụng ra đấu kỹ Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, ngưng tụ sức mạnh dị hỏa thành một con sói lửa. Sói lửa lao đến tấn công các quả cầu sấm sét, còn Tiêu Viêm thì ở phía sau dung hợp ra ba loại dị hỏa lại với nhau. Tuy rằng con sói bị đánh bại, nhưng mà thời gian nó cầu giờ cũng đủ lâu để chiêu vật nộ hỏa liên dung hợp xong. Hắn ném đó hỏa liên về phía ba trưởng lão. Biết uy lực của dị hỏa không thể khinh thường, bọn chúng nhanh chóng gia tăng hàng phòng ngự, biến ra thêm hai lớp kết giới nữa, tổng cộng là ba tầng che chắn. Tuy nhiên, hành động của Tiêu Viêm lại chỉ là đang đánh lừa ba tên trưởng lão, khiến cho bọn chúng buông lỏng phòng vệ ở chỗ khác. Hắn nhanh chóng chuyển hướng đó hỏa liên bay lên bầu trời. Ba trưởng lão cũng phản ứng rất nhanh. Có thể nói rằng trận pháp của bọn họ quá linh hoạt, có thể tùy ý điều động sức mạnh đến một chỗ bất kỳ. Để bảo vệ mắt trận, các trưởng lão đã dùng hết sức mạnh ngưng tụ ra một nắm đấm khổng lồ. Uy thế của nắm đấm là không phải bàn cãi, khí thế cuồn cuộn lan tỏa ra xung quanh, còn đóa hỏa liên của Tiêu Viêm thì lại hơi ảm đạm. Tuy những gì bộc lộ ra bên ngoài có phần khác biệt, nhưng mà uy lực thì lại một trời một vực. Nắm đấm khổng lồ trông mạnh mẽ là như vậy, nhưng lại không đỡ nổi một chiêu. Phần nổ hỏa liên dễ dàng phá hủy nắm đấm, rồi tiếp tục bay về phía mắt trận. Một vụ nổ khủng khiếp xảy ra, ánh sáng chói rực chiếu rọi cả bầu trời. Đại trận của ba trưởng lão bị phá hủy, các đệ tử kết trận bị phản phệ. Trưởng lão cũng bị trọng thương và bị hắn cướp đi nhẫn chữ vật. Trưởng lão Phong Lôi Các nghe xong lời khiêu khích của hắn thì tức điên tiết, cho rằng hắn khinh người quá đáng. Nhưng rốt cuộc, chính bọn chúng lại là người dùng thủ đoạn bỉ ổi, là dùng toàn bộ Hàn Sa uy hiếp hắn phải hiện thần, để rồi nhận phải kết cục này. Biết không thể đánh lại, bọn chúng lập tức bỏ chạy giữ mạng. Tiêu Viêm kiểm tra nhẫn chữ vật một lượt, quả nhiên bên trong có cất giấu các phần còn lại của đấu kỹ Tam Thiên Lôi Huyễn Thần. Lần này thu hoạch vô cùng tốt. Về phần Hồng Thiên Khiếu, lúc chưa giao thủ thì vô cùng tự tin, sau khi giao thủ thì kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Lão ta bị đánh cho bầm dập, thương tích khắp người. Lão cố gắng nén cơn giận lại để tìm cơ hội bỏ chạy. Tiêu Viêm nhanh chóng chặn đường, rơi vào đường cùng, lão ta lại mặt dày xin lỗi và nguyện ý bồi thường tất cả tổn thất. Miệng thì nói như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy hắn không đề phòng, lão ta âm thầm ngưng tụ sức mạnh định đánh lén. Tiếc rằng còn chưa kịp làm chuyện đó thì đã bị Khôi Lỗi chặn lại. Đến đây thì lão ta lại mặt dày xin xỏ hắn cho mình một cơ hội nữa. Tiêu Viêm đương nhiên không cho, lão ta nhiều lần muốn lấy mạng hắn. Sao có chuyện buông tha dễ dàng như vậy được? Tiêu Viêm dùng dị hỏa đốt cho Hồng Thiên Khiếu thành tro cốt. Đám người Hàn Gia nhanh chóng đi ra cảm ơn. Trải qua lần này, Phong Lôi Các đã bị mất mặt nên chắc không còn đem Hàn Gia ra uy hiếp nữa. Phía Hàn Gia cũng cực kỳ áy náy vì lần này khiến cho hắn phải chịu nguy hiểm. Tiêu Viêm cảm thấy mọi việc đã ổn thỏa nên không ở lại thêm nữa. Đợi đến khi thực lực hắn đủ mạnh, không còn sợ Phong Lôi Các nữa thì sẽ lại tới thăm. Tìm một hang động để trị thương, thương thế cuối cùng cũng ổn. Nhưng mà mỗi lần hắn mượn dùng lực lượng linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả, thì trong người sẽ lại lưu lại linh hồn tàn ấn. Thứ này tích lũy nhiều không phải là chuyện tốt. Sử dụng sức mạnh bên ngoài sẽ để lại di chứng. Bây giờ Thiên Hỏa Tôn giả đã bị giảm sức mạnh nên không thể giúp hắn giải quyết linh hồn tàn ấn được. Tiểu Viêm chợt nhận ra Dược Lão có để lại một đan phương trừ khử linh hồn ấn ký. Phẩm chất đan dược cần luyện chế là lục phẩm, trình độ của hắn có thể luyện ra được, nhưng mà nguyên liệu thì tạm thời chưa có. Hắn phải gác lại vấn đề linh hồn ấn ký. Việc kế tiếp là lấy ra 4 quyển trục chứa đấu kỹ Tam Thiên Lôi Huyễn Thần rồi bắt đầu nghiên cứu.
Tuy rằng đã gom đủ công pháp hoàn chỉnh, nhưng mà các văn tự trong công pháp lại quá khó hiểu, khiến cho hắn không thể hiểu được phương pháp tu luyện, nên trước tiên cứ học thuộc đã. Sau khi xong xuôi mọi việc, Tiêu Viêm cũng đi ra ngoài. Vì tránh rắc rối, hắn đã cố tình tránh xa khỏi phạm vi thế lực của phòng lùi cóc. Hắn hỏi mua bản đồ của Trung Châu để tiện di chuyển và tìm nơi có truyền tống trận. Một tên bán hàng xong nghe được ý định của hắn liền chạy tới chào hàng. Trong túi gã ta có nhiều loại bản đồ, trên miệng cũng bảo đảm về chất lượng, đổi lại thì gã ta cũng hét một cái giá rất đắt. Thấy Tiêu Viêm không hài lòng với cái giá này, gã ta lại sử dụng ra tuyệt chiêu lươn lẹo, đó là tiết lộ tin tức liên quan đến một nơi gọi là Thiên Sơn Huyết Đàm. Nghe nói ở đó có thể giúp tẩy tủy phạt cốt, đột phá bình cảnh, thậm chí có thể giúp đấu hoàng đỉnh phong đột phá lên đấu tông. Tác dụng thần kỳ vô cùng, Tiêu Viêm nghe vậy cũng động tâm. Hắn cũng biết rằng sức hút của Thiên Sơn Huyết Đàm là không hề nhỏ chút nào, chắc chắn sẽ rất đông đảo người đến tham gia. Tên bán hàng rong thấy thông tin này đã làm cho Tiêu Viêm bị hấp dẫn, nên lập tức chuyển sang rủ rề. Gần đây người mua bản đồ ngọn núi chứa Thiên Sơn Huyết Đàm vô cùng nhiều. Đúng lúc gã còn thừa lại một cái duy nhất, nếu hắn cần thì sẽ bán rẻ lại. Tiêu Viêm suy nghĩ thoáng chốc rồi cũng đồng ý giao dịch. Nếu tin tức này đúng thì giá tiền bỏ ra có hơi đắt một chút thì cũng đáng. Tiêu Viêm đi tới một quán uống nước để nghỉ ngơi và nghe ngóng tin tức. Thực sự là Thiên Sơn Huyết Đàm sắp được mở ra, nhưng bị hạn chế số lượng người tiến vào. Với Tiêu Viêm thì lại có chút phiền phức, bởi vì phòng lôi cóc cũng bị hấp dẫn với Thiên Sơn Huyết Đàm, nên chắc chắn sẽ tới đây. Đến lúc đó hành sự sẽ khó khăn. Đúng vào lúc này, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước vào quán. Ông ta tiến thẳng về phía Tiêu Viêm, Thiên Hỏa Tôn giả lên tiếng nhắc nhở hắn cẩn thận với kẻ này. Thực lực vô cùng khủng bố. Tiêu Viêm cảm thấy không ổn nên lập tức muốn tránh mặt đi chỗ khác. Ai ngờ vừa mới đi được mấy bước thì lão ta đã trực tiếp nói ra danh tính của hắn. Tiêu Viêm cũng quay lại hỏi thăm lai lịch của đối phương. Lão ta thẳng thắn cho biết mình tên là Phí Thiên, người đời vẫn gọi là Thiên Lôi Tử, đảm nhiệm vị trí các chủ của phòng lôi các. Biết không ổn rồi, hắn lập tức rút ra huyền trọng xích tấn công phủ đầu Phí Thiên. Lão ta thản nhiên dùng một tay đỡ đòn. Tiêu Viêm biết mình sẽ không đánh lại, nên lập tức nhảy ra bên ngoài rồi sử dụng Tam Thiên Lôi Động gia tăng tốc độ đến tối đa để bỏ chạy. Lão ta vẫn thản nhiên ngồi uống hết chén nước rồi mới truy đuổi. Đối mặt với sự truy sát của cường địch mạnh mẽ, Tiêu Viêm sẽ làm cách nào để hóa giải được nguy hiểm? Các bạn hãy cùng chúng mình đón xem tập phim tiếp theo để có đáp án nhé! Video này tới đây xin được dừng lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.